chính ngoài, đi tìm lấy ngay viên ngọc về cho tao. Viên ngọc có thể giúp tao trường sinh bất lão. Hai chính ngoài mà không phải lấy về được, đừng có về gặp mặt tao nữa đấy, biết chưa? Rõ. Let's go. Em có viên ngọc này, anh cầm hộ em nhá, vì nhiều người đang tìm đến nó lắm ấy. Được rồi, em yên tâm, cái này anh sẽ cất giữ cẩn thận. Go, go. Uh-oh. Ngọc nào? Không biết. Bài. Khai không? Ngọc nào? Some of the rest of it. Em bắt được người nhưng Ngọc không thấy. Oh no. Viên Ngọc đâu? Là không? Hello. Anh chạy đi. Muốn nó sống thì mang ngay viên ngọc đến đây cho tao, nghe chưa? Chúng mày muốn gì? Viên ngọc đâu? Viên ngọc đúng không? Viên ngọc đang ở trong tay tao. Thả cô ấy ra. Tao đếm từ 1 đến 3. Nếu không muốn nó chết thì đưa ta viên ngọc. Thả cô ấy ra trước. 1. Anh chạy đi. 2. Đưa cho hắn. 3. Dừng lại. Viên ngọc đang ở trong tay tao. Thả cô ấy ra. Tao sẽ đưa cho tụi mày. Ai? Ok. Let's go. Mày muốn gì? Tiền bạc, quyền lực, mọi thứ tao có thể cho mày, chỉ cần cho tao sống thôi. Tao chỉ cần lấy cái mạng của mày. Yeah. Tao đã cho mày một cơ hội sống rồi mà mày không muốn, vậy thì chết đi. Oh no. Yeah. Oh yeah. Rồi ra nhặt những viên ngọc. Những gì mày gây ra phải trả giá bằng cái mạng của mày. Yeah. Yeah. No. Some of them.